thường thường nó chỉ có một ngày thôi, ngày thứ 6 sổ ra, thì hôm nay là có cái sổ ra số 4, số 13, 23, 30, 31, 37, 43. Cái số là bonus á, là số thêm á, là số 32. Đó. Thì tụi này á, mua 15 đồng, 15 đô. Đó, 15 đô á. Thì trúng được 20 đô, à, lời 5 đô nữa. Đó đây nè, số 4 nè, bây giờ. À, số 4 đây có nè. À, số 13 nè. Đó, số 13 nè. Ở đây cũng có một số 13 nè. Bây giờ. Rồi số như là 37. Đó, thì ở đây có 37 nè. Bây giờ 37 nè. Đó, với cái số bonus là 32. Thì nếu mà trúng 4 số không có số bonus thì 20 đô. Mà cái này là 3 số và có số bonus nữa là cũng trúng được 20 đô. Đó, tụi này mua 15 đô mà trúng được 20 đô, vẫn lời được 5 đô. Đó, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trúng số độc đắc. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.